rất buồn. Mình là một mẹ sữa, mình cho sữa rất nhiều bạn luôn. Đấy, mình cũng có một bé nhỏ, con nhà mình là đến bây giờ là lúc mình sinh bé ra là bé không ti mẹ. Mình nuôi bé mình hút bằng máy hút sữa hoàn toàn. 7 tháng đầu là mình hút bằng tay, thế nhưng đến lúc sau 7 tháng đấy là mình được một bạn ở Hà Nội cho mình mượn cái máy hút sữa. Mình vẫn hút và hiện tại bạn bây giờ bạn ấy vẫn đang xin mình. Bạn ấy chưa bao giờ để lăn tăn, đến có nhiều lúc mình thừa nhiều sữa quá thì con bạn ấy không ăn kịp. Thì mình có cho một số bạn khác, nhưng một số bạn gì đến và xin sữa của mình xong về cho con ăn. Xong rồi cứ nghe người, chỉ một lần duy nhất là có một lần lúc mình mới đẻ là có bạn tên là Hà đến xin sữa. Xong rồi lúc mình bạn là thôi bây giờ mình không cho sữa nữa vì mình muốn chữa cho con mình. Thì bạn ấy quay sang bạn ấy nói với chị tên là Linh là sữa của mình là sữa bẩn và là sữa ông thọ. Nhưng mà chị Linh đấy thì lại không hề đi kiểm chứng sữa của mình mà chỉ nghe qua lời nói và vu oan cho mình. Đến tại hiện tại bây giờ chị đấy lại làm giấy lên dư luận là mình sữa của mình là sữa giả để cho các mẹ hoang mang. Thật sự là mình chỉ cần là các bạn là nên khi nói một điều gì đó thì nên tìm hiểu cho kỹ vì sữa của mình để mình chỉ cần mang đi kiểm tra sữa của mình thôi chứ mình không cần các bạn là phải nói trên sự dĩ nhiên là cái mạng xã hội thì cái lời nói của người ta thì không thể mình không để cấm được nhưng mà mình chỉ cần là nên mấy hôm nay gia đình mình rất buồn vì là cái lời nói nó làm cho gia đình mình bị ảnh hưởng mà trong khi mình là một mẹ sữa mà mất hết cái lòng thảo của mình luôn, mình nói thật. Vâng, có nghĩa chị cũng đọc từ từ trên mạng xã hội đúng không? Mình có nghĩa là mình từ hôm là mình mỏi mình không đọc nhưng xong mà em mình có đọc và nói lại với mình. Thế mình cũng qua lướt qua và mình đọc, mình thấy chị Linh bên này chị nói là sữa của mình là sữa bẩn. Mà mình thật sự có những cái người chị cứ những cái lời nói chị biết chị bảo là cho một mẹ có một mẹ ở Mê Linh phải bỏ ra 2,9 triệu mua máy cho mình nhưng thực tế là mình chưa biết là một mẹ đấy là mẹ nào cả. Vì máy mình bây giờ vẫn đang dùng của một bạn tên là Nga ở Hà Nội chứ mình chưa bao giờ biết một bạn nào mang máy đến cho mình. Thế bạn có thu tiền của ai? Mình không hề thu tiền của ai bạn ạ. Vì thứ nhất là bây giờ người ta đến xin sữa người ta mua quà cho con mình thì hoặc là người ta mua quà cho mẹ sữa thì đấy là cái chuyện đi xin vài tháng thì người ta cứ nên là cái tấm lòng người ta thì mình không bao giờ mình nghĩ là về mình thu tiền của hay là mình đòi hỏi của ai cả bạn ạ. Tại vì là em thấy có cái thông tin là trên mạng có đưa cái thông tin là có người bảo đưa 30 triệu gì đấy. Bạn ơi, mình thật bạn này, sữa mình ấy mình cho thì bây giờ người ta ngay như sữa của mình là sữa bằng thật mà người ta bảo pha sữa ông thọ được thì những cái lời nói mình đọc và mình thấy nó không hề đúng cả. Nào thì người chị nọ chị kia là đưa máy cho mình nhưng trong khi thì mình còn không biết người ta là ai luôn. Đấy, một cô giáo tâm sự là dùng sữa của mình. Thế sao nhưng mà tâm sự đấy mình còn không biết cô giáo đó là ai và là người như thế nào luôn. Thì các bạn không, người ta không hề kiểm chứng mà người ta nói về mình như thế thì mình làm sao một mình làm sao nói lại với cái mạng xã hội được, mình không thể nói được. Mình cũng không hề thu tiền của ai cả vì bây giờ người ta đến xin sữa mình thì người ta có tấm lòng người ta mua gói bánh hộp sữa thì cái điều đó thì mình nghĩ là nó cũng rất bình thường, cái đấy nó cũng không có gì mà to tát quá để mình phải từ chối cả. Bởi vì là người ta mình cũng nghĩ đơn giản thôi, các bạn cũng đến đi xin, mình không mất tiền mua sữa cho con mình thì mình cũng chăm sóc mẹ sữa mình ăn gì thì con các bạn ấy được ăn chứ mình không hề là đòi hỏi các bạn là phải cho mình cái nọ cái kia, không hề có. Mình chỉ yêu cầu các bạn là đến lấy sữa thì các bạn mang túi đến để mình đựng, bởi vì mình chỉ đi cho sữa thì mình không thể nào có túi để cho các bạn được vì điều kiện mình cũng không thể có để làm như thế cả. Cái đựng cho được nhiều chưa? Mình nói thật với bạn là một năm qua là mình cho rất nhiều, một ngày là mình hút 8 cữ mà mỗi cữ của mình gần 400ml thì là một ngày mình hơn 3 lít sữa, gần tầm 3 lít sữa mà con nhà mình thì ăn chỉ mỗi ngày chỉ chưa đến 1 lít và mình cho được đi rất nhiều luôn chứ không phải là mình cho ít. Không cho ai nữa. Từ khoảng bao nhiêu ngày này? Từ khoảng 4-5 ngày nay là mình sẽ không cho ai nữa. Bởi vì là mình sữa mình là mình có bầu thì mình sợ. Vì mình còn không dám cho con mình ăn. Vì mình thấy người ta bảo là sữa có bầu thì cho con ăn không tốt. Thế nên mình cũng không cho con mình ăn. Thế mình cũng sẽ không cho ai cả. Và bỏ đi. Và mình bỏ đi. Đây vì hiện tại mình còn rất căng ngực. Mình còn không muốn hút. Mình muốn để nếu mà hút thì nó là theo một cơ chế nó tự sản xuất ra nữa. Nên là mình không muốn hút nữa, mình để cho nó tự ấy. Nhưng mà bản thân mình không hút, bây giờ mình đang rất ốm, rất mệt. Không phải là mình hút sữa. Mọi người cứ nghĩ chứ mình 3 tiếng mình không hút là mình đã cảm thấy mình có chịu được 1 năm trời. Thế hiện tại và bây giờ mình để có 4-5 tiếng không hút mà mình bây giờ đang phát ốm luôn. Mình rất nhiều sữa nên là mọi người đây nghe như chị đấy là một nhà báo mà chị định nói nên những cái lời nói không đúng sự thật mình cảm thấy buồn lắm. Vâng, có nghĩa là tất cả những cái lòng khi mình cho đi đúng thì lại bị người ta đấy, nghĩ xấu người ta. Người ta thì có nghĩa là người ta theo cái đám đông là người ta chỉ nói theo cái lời nói người nọ đồn người kia nhưng người ta không hề xác thực. Vâng. Đấy là mình cảm thấy cho cái giọt sữa của mình đi bây giờ tự nhiên
người ta bảo là người nọ đồn người kia, như thế làm gì có ai đã mang sữa của mình đi sắp thực đâu. Okay. Không một ai cả. Cứ vào comment nói là mình ác nhân như nọ kia, mình cũng là một người mẹ. Vâng. Mình cũng có con chứ không phải là mình là một cái gì cả. Nên mình cũng vâng. Sữa mình bằng thật, các bạn cũng thực tế. Vâng. Và cả xóm nào mình thực tế chứ không phải là mẹ chồng mình cũng thực tế, tất rất nhiều người thực tế chứ không phải không. Vâng. Thế nhưng mà tự nhiên bây giờ bị nói là cái sữa của mình là nhắm anh em sữa như mình còng nưng mình là mồ hôi nước mắt của mình mà lại bảo là sữa mình đi pha sữa ông thọ với sữa dừa để đi cho, thì mình không hiểu là những người nói ra những cái lời đó mà không hề tìm hiểu thì là người ta có suy nghĩ không. Vâng. Rất buồn, mình là một mẹ sữa, mình cho sữa rất nhiều bạn luôn. Đấy, mình cũng có một bé nhỏ, con nhà mình là đến bây giờ là lúc mình sinh bé ra là bé không ti mẹ. Mình nuôi bé mình hút bằng máy hút sữa hoàn toàn. 7 tháng đầu là mình hút bằng tay, thế nhưng đến lúc sau 7 tháng đấy là mình được một bạn ở Hà Nội cho mình mượn cái máy hút sữa. Mình vẫn hút và hiện tại bây giờ bạn ấy vẫn đang xin mình. Bạn ấy chưa bao giờ để lăn tăn, đến những có nhiều lúc mình thừa nhiều sữa quá thì con bạn ấy không ăn kịp. Thì mình có cho một số bạn khác, nhưng một số bạn dĩ đến và xin sữa của mình xong về cho con ăn, xong rồi cứ nghe người, chỉ một lần duy nhất là có một lần lúc mình mới đẻ là có bạn tên là Hà đến xin sữa, xong rồi lúc mình bạn là thôi bây giờ mình không cho sữa nữa vì mình muốn chữa cho con mình, thì bạn ấy quay sang bạn ấy nói với chị tên là Linh là sữa của mình là sữa bẩn và là sữa ông thọ, nhưng mà chị Linh đấy thì lại không hề đi kiểm chứng sữa của mình mà chỉ nghe qua lời nói và vu oan cho mình. Đến tại hiện tại bây giờ chị đấy lại làm giấy lên dư luận là mình sữa của mình là sữa giả để cho các mẹ hoang mang. Thật sự là mình chỉ cần là các bạn là nên khi nói một điều gì đó thì nên tìm hiểu cho kỹ, vì sữa của mình để mình chỉ cần mang đi kiểm tra sữa của mình thôi, chứ mình không cần các bạn là phải nói trên sự dĩ nhiên là cái mạng xã hội thì cái lời nói của người ta thì không thể mình không để cấm được, nhưng mà mình chỉ cần là nên mấy hôm nay gia đình mình rất buồn vì là cái lời nói nó làm cho gia đình mình bị ảnh hưởng, mà cho một mẹ sữa mà mất hết cái lòng thảo của mình luôn, mình nói thật. Vâng, có khi chị cũng đọc từ trên mạng xã hội đúng không? Mình có nghĩa là mình từ hôm là mình mỏi mình không đọc, nhưng xong mà em mình có đọc và nói lại với mình, thế vâng. Mình cũng qua lướt qua và mình đọc, mình thấy chị Linh bên này chị nói là sữa của mình là sữa bẩn, mà mình thật sự có những cái người chị cứ những cái lời nói chị biết, chị bảo là cho một mẹ có một mẹ ở Mê Linh phải bỏ ra 2.9 triệu mua máy cho mình, như thực tế là mình chưa biết là một mẹ đấy là mẹ nào cả, vì máy mình bây giờ vẫn đang dùng của một bạn tên là Nga ở Hà Nội, chứ mình chưa bao giờ biết một bạn nào mang máy đến cho mình. Thế bạn có thu tiền của ai? Mình không hề thu tiền của ai bạn ạ, vì thứ nhất là bây giờ người ta đến xin sữa người ta mua quà cho con mình, thì hoặc là người ta mua quà cho mẹ sữa, thì đấy là cái chuyện đi xin vài tháng thì người ta cứ nên là cái tấm lòng người ta, thì mình không bao giờ mình nghĩ là về mình thu tiền của hay là mình đòi hỏi của ai cả bạn ạ. Tại vì là em thấy có cái thông tin là trên mạng có đưa cái thông tin là có người bảo đưa 30 triệu gì đấy. Bạn ơi, mình thật bạn này, sữa mình ấy, mình cho thì bây giờ người ta ngay như sữa của mình là sữa bằng thật mà người ta bảo pha sữa ông thọ được, thì những cái lời nói mình đọc và mình thấy nó không hề đúng cả. Nào thì người chị nọ chị kia là đưa máy cho mình, nhưng trong khi thì mình còn không biết người ta là ai luôn. Đấy, một cô giáo tâm sự là dùng sữa của mình. Thế sao nhưng mà tâm sự đấy mình còn không biết cô giáo đó là ai và là người như thế nào luôn. Thì các bạn không, người ta không hề kiểm chứng mà người ta nói về mình như thế thì mình làm sao, một mình làm sao nói lại với cái mạng xã hội được, mình không thể nói được. Mình cũng không hề thu tiền của ai cả, vì bây giờ người ta đến xin sữa mình thì người ta có tấm lòng người ta mua gói bánh hộp sữa, thì cái điều đó thì mình nghĩ là nó cũng rất bình thường, cái đấy nó cũng không có gì mà to tát quá để mình phải từ chối cả, bởi vì là người ta, mình cũng nghĩ đơn giản thôi, các bạn cũng đến đi xin, mình không mất tiền mua sữa cho con mình thì mình cũng chăm sóc mẹ sữa mình ăn gì thì con các bạn ấy được ăn, chứ mình không hề là đòi hỏi các bạn là phải cho mình cái nọ cái kia, không hề có. Mình chỉ yêu cầu các bạn là đến lấy sữa thì các bạn mang túi đến để mình đựng, bởi vì mình chỉ đi cho sữa thì mình không thể nào có túi để cho các bạn được, vì điều kiện mình cũng không thể có để làm như thế cả. Vâng. Cái đựng cho được nhiều chưa? Mình nói thật với bạn là một năm qua là mình cho rất nhiều, một ngày là mình hút 8 cữ mà mỗi cữ của mình gần 400ml, thì là một ngày mình hơn 3 lít sữa, gần tầm 3 lít sữa, mà con nhà mình thì ăn chỉ mỗi ngày chỉ chưa đến 1 lít và mình cho được đi rất nhiều luôn, chứ không phải là mình cho ít. Không cho ai nữa. Từ khoảng bao nhiêu ngày này? Từ khoảng 4-5 ngày nay là mình sẽ không cho ai nữa, bởi vì là mình sữa mình là mình có bầu thì mình sợ, vì mình còn không dám cho con mình ăn, vì mình thấy người ta bảo là sữa có bầu thì cho con ăn không tốt, thế nên mình cũng không cho con mình ăn. Thế mình cũng sẽ không cho ai cả. Và bỏ đi. Và mình bỏ đi. Đây vì hiện tại mình còn rất căng ngực, mình còn không muốn hút. Mình muốn để nếu mà hút thì là nó là theo một cơ chế nó tự sản xuất ra nữa, nên là mình
không muốn hút nữa, mình để cho nó tự ấy. Nhưng mà bản thân mình không hút, bây giờ mình đang rất ốm, rất mệt. Ừ. Không phải là mình hút sữa. Mọi người cứ nghĩ chứ mình 3 tiếng mình không hút là mình đã cảm thấy mình có chịu được 1 năm trời. Thế hiện tại và bây giờ mình để có 4-5 tiếng không hút mà mình bây giờ đang phát ốm luôn. Yeah. Mình rất nhiều sữa nên là mọi người đây nghe như chị đấy là một nhà báo mà chị định nói nên những cái lời nói không đúng sự thật, mình cảm thấy buồn lắm. Vâng. Có nghĩa là tất cả những cái lòng khi mình cho đi đúng thì lại bị người ta nghĩ xấu, người ta thì có nghĩa là người ta theo cái đám đông là người ta chỉ nói theo cái lời nói người nọ đồn người kia nhưng người ta không hề xác thực. Vâng. Đấy là mình cảm thấy cho cái giọt sữa của mình đi bây giờ tự nhiên người ta bảo là người nọ đồn người kia, như thế làm gì có ai đã mang sữa của mình đi xác thực đâu. Yeah. Không một ai cả. Cứ vào comment nói là mình ác nhân như nọ kia, mình cũng là một người mẹ. Vâng. Mình cũng có con chứ không phải là mình là một cái gì cả. Nên mình cũng vâng. Sữa mình bằng thật, các bạn cũng thực tế. Vâng. Và cả xóm làng mình thực tế chứ không phải là mẹ chồng mình cũng thực tế, rất nhiều người thực tế chứ không phải không. Yeah. Thế nhưng mà tự nhiên bây giờ bị nói là cái sữa của mình một nhắm anh em sữa mình còng nưng mình là mồ hôi nước mắt của mình mà lại bảo là sữa mình đi pha sữa ông thọ với sữa dừa để đi cho, thì mình không hiểu là những người nói ra những cái lời đó mà không hề tìm hiểu thì là người ta có suy nghĩ không. Yeah. Bạn là mình sẽ hút, mình đang như này thì mình chỉ hút tầm 10 phút là đầy hai cái bình này thôi. Vâng. Mình sẽ bấm giờ để cho mình đã chuẩn bị túi đây để cho mình còn đổ ra, chứ còn nếu mà hút thẳng luôn thì sẽ không ấy được. Vâng. không hết được. Không sao cả. Mình làm cái gì mình thực tế cho nó. Vâng. Mình cảm thấy đỡ cái lời nói của mình bị cái lòng tốt của mình bị ấy quá, rất buồn. Mình nói là cái báo gì ạ? Mình nhiều sữa thành người ta, mình nhiều sữa quá là người ta lại thành không tin. Cháu đây là em còn mấy hôm nó cài nó không cho con bú, hôm nào phải gắn khóc khóc về sữa. Mình nhiều một trước một ngày mình hút 8 cữ cơ, nhưng mà mình bỏ, mình không hút nữa. Nhưng bây giờ một ngày mình hút 2 cữ hay còn là 3 cữ thì nó cũng phải rơi vào 3 lít sữa. Nó vẫn dồn về chứ không hề là mấy lần. Cái gì đấy? Bây giờ hay là trước đây vậy? Hiện tại bây giờ là một ngày mình chỉ hút 2 hoặc 3 lần để cho nó sữa nó phải giảm đi thôi, bởi vì là mình có bầu thì mình sẽ không hút nữa. Nó vẫn sẽ có nhưng mình sẽ không hút nữa, bởi vì mình muốn giảm sữa đi, vì bây giờ bản thân con mình không ăn nữa. Mà đi cho thì mình sẽ không cho, bởi vì người ta đã bảo là sữa có bầu thì không tốt, thì mình cũng đã không cho con mình ăn thì mình cũng sẽ không cho ai cả. Dừng và mình đổ ra túi và mình đã hút tiếp. Máy này thật sự là mình không mua, chỉ là bạn Nga ở Hà Nội bạn ấy cho mình mượn thôi, chứ còn mình không mua. Mình 7 tháng đầu mình đẻ là mình hút bằng cái xi lanh, hút bằng tay có 50.000 thôi. Thế mà mình vẫn kiên trì hút cho con mình mà mình vẫn thừa sữa để cho. Thế xong rồi bạn Nga Hà Nội bạn ấy cho mình mượn thì mình hút đến tận bây giờ. Lúc nào mà mình không hút nữa thì mình sẽ gửi lại bạn đấy, vì bạn đấy vẫn đang xin sữa mình. Nhưng thật là mình bảo mình có bầu thì bạn ấy bảo là có bầu thì con bạn đấy cũng không ăn sữa này mà mình cũng không cho đấy.
Thường thường mình sẽ hút từ căng nhà mình phải hút 15-20 phút thì mới cạn được sữa, chứ còn nếu mà hút tầm 10 phút nó chỉ là được một nửa thôi. Còn nó hút để mà hết ấy, thì là phải tầm 20-25 phút ấy. Thì nó đã căng rồi thì sữa nó sôi về nhiều, nó sữa nó sẽ về thành hai đợt. Mình đang hút này là sữa đầu, còn sau cái đợt sữa nó phải mất mấy phút nó lại về sữa hai, chứ không phải là về luôn một lúc. Đến là hút sữa là như thế, phải là ít nữa, 9 phút mà mình đã đầy hai cái bình này rồi. Nếu mà mình hút nữa thì phải cũng được hai bình này nữa, nhưng mà mình đang có bầu mình không muốn hút nữa. Mình chỉ hút cho các bạn xem là nhà cái ngực mình vẫn còn căng chứ không phải là không đâu. Nhà tôi mấy đứa con gái đấy nặng lắm, sữa cái đứa con gái thứ hai của tôi nó bị xong nó bị ép theo vú, con nó 11 tháng rồi lên bác sĩ. Vú người ta là bác sĩ mà khiếp, sữa nhiều mức độ còn chảy, bác sĩ mà thôi đừng bỏ phí. Đấy, nếu mà một ngày trước đây mà mình hút đều 8 cữ ấy, thì là mình sẽ dư khoảng 4-5 cữ này. Bởi vì là khoảng đấy của cô mà con. Nó không lấy được của cô đâu. Đừng nghịch con. Con lấy cái này. Không được. Lấy cái này.